Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay tổng công ty cờ bạc bịp sẽ giới thiệu đến anh em cái dòng sản phẩm chơi sóc đĩa bịp đẳng cấp và cao cấp nhất của cái năm 2020 này. Và tôi nói luôn, đây là một siêu phẩm. Với cái sản phẩm này, vì sao tôi gọi nó là siêu phẩm? Vì cái sản phẩm này khi đi chơi, anh em đến bất cả một sân bãi nào, anh em không cần phải luồn quân vị hay chén đĩa gì. Quân vị chén đĩa hoàn toàn là của chủ sân chủ sới. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi mỗi một cái bộ máy, nó là máy thu quét quân vị báo dung này, nó là dòng máy S900, nó sản phẩm cao cấp nhất cho môn chơi sóc đĩa bây giờ. Cái sản phẩm này tôi giới thiệu đến toàn thể anh em, cũng như giúp tất cả những anh em nào thua tha, anh em lọ lần xa bò, anh em có thể lấy lại tất cả những gì anh em nó mất và anh em cũng vào bò một cách an toàn nhất. Cái máy này đi chơi nhá, về nguyên lý hoạt động cũng như cách sử dụng thì ngay bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua về cái dòng sản phẩm này. Sản phẩm này khi đi chơi, anh em chỉ cần chuẩn bị cho tôi 2 quả pin tiểu. Mỗi lần anh em nắp pin tiểu nhá, mỗi lần nắp pin anh em chơi được từ 5 đến 7 tiếng với cái dòng sản phẩm pin chuẩn nhá anh em nhá. Về nguyên lý hoạt động của cái dòng sản phẩm này, lẻ nó sẽ rung cho anh em một cái, chẵn nó rung cho anh em 2 cái. Anh em đến một sân bãi nào đó, anh em nắp pin trước, nắp pin từ trước anh em nhá, trước khi vào bãi. Sau khi nắp pin vào lên đèn này, sau khi anh em vào bãi, anh em chờ khoảng 10-15 phút máy nó sẽ thu được rơi tiếng rơi quân vị, nó thu âm được tiếng rơi nhá, và nó báo cho mình biết thế nào là chẵn là nẻ anh em nhá. Cái máy này đi chơi thì anh em đúc trong người nhé, anh em đúc trong ống chân, ống quần, cặp quần, túi quần đều được hết anh em nhé. Quân vị chén đĩa là hoàn toàn xanh chín rồi. Tôi sẽ test qua vấn đề quân vị cho anh em luôn, cũng như chén đĩa luôn này. Này, bát đĩa là không liên quan anh em nhé. Này, bát không liên quan này, đĩa không liên quan nhé, còn quân vị là không liên quan rồi. Tí tôi sẽ xé lắp quân vị cho anh em xem luôn. Này, đĩa này soi vào trong veo này, không liên quan thế nào anh em nhé. Anh em chỉ cần cầm với máy đi thôi. Máy đi chơi thì anh em đúc trong người, làm video tôi sẽ để ra cái bát để nó kêu to, anh em cùng nghe và cảm nhận cái nhịp rung nó nhá. Nó rung rất là êm, rất là nhẹ. Em đi chơi đúc trong người để người ngồi bên cạnh cũng không thể biết được này. Tôi sẽ để máy rung ra cái bát này này. Sau đó tôi sóc 1-2 tiếng bạc để cho máy nó thu được tiếng rơi này. Cứ có chẵn có lẻ là máy nó sẽ báo được cho anh em này. Đó, có chẵn có lẻ rồi, tôi sẽ sóc luôn này. Anh em nhìn cái đèn nháy đó nhá, máy rung một này là nó nháy một đèn này, chắc chắn là lẻ anh em này, 3 trắng này. Đấy, chuẩn xác nó là tuyệt đối 100% luôn anh em nhá. Cái sản phẩm này đi chơi thì không có độ sai số rồi, nó đẳng cấp và cao cấp nhất bây giờ rồi. Máy vẫn báo rung một này, đèn vẫn nháy một này, anh em nhìn nhịp đèn anh em biết luôn này, vẫn là lẻ này, 3 đen này, 3 trắng chuyển sang 3 đen này, 3 đen là sóc này. Máy báo rung một tiếp này, vẫn là lẻ này, bạc cầu lẻ luôn. Đấy, 3 đen này. Máy vẫn báo rung một này, vẫn là lẻ này, 3 trắng này, 3 đen chuyển 3 trắng này, sóc 3 trắng sóc tiếp này. Máy vẫn báo rung một này, vẫn là lẻ này, 3 trắng này, bạc đang bật cầu này. Đấy, đèn báo rung 2 này, chẵn này này, không cần biết sấp đôi tứ tử này, sấp đôi này. Đấy, sau đây tôi sẽ bỏ quân vị đó này đi, tôi sẽ cắt quân vị bài, bộ vị bài ngẫu nhiên nhé anh em nhé, một bộ vị bài ngẫu nhiên nào đấy. Đây, cắt một bộ vị bài ngẫu nhiên để tôi thử bằng quân vị bài anh em này, vì video không có nhiều thời gian tôi sẽ thử một vị đóm vào vị bài thôi. Còn anh em chơi tất cả quân vị gì máy đều báo được hết nhá, quân bài, quân chắn, quân đóm, bao thuốc hay là anh em nước ngoài chơi những vị bài nước ngoài, bài nhựa, bài nhớp máy đều báo hết này. Tôi vị bài thì máy nó thu tiếng âm quân vị nên là anh em phải sóc một vài tiếng nhá, bất cả vị gì thì máy nó mới thu được. Vẫn là chắn này, có chắn có lẻ là máy nó sẽ báo được này, vẫn là chắn này. Có chẵn có lẻ rồi, máy bắt đầu nó sẽ rung vào báo cho anh em nhé. Anh em đi chơi lưu ý nhá, cái vấn đề này là khi chơi phải chờ cho có chẵn có lẻ thì máy nó mới bắt được con rơi con vịt và nó thu được tiếng rơi con vịt và nó báo cho anh em. Máy báo rung 2 này anh em này, nhìn thấy đèn nháy 2 cái này, chẵn này anh em này. Không cần biết là sắp đôi tứ tử này, sắp đôi này. Đấy, sắp đôi tôi sóc tiếp này. Cái này chèn vị, đề vị, máy để báo hết nhá. Và cái cự ly khoảng cách từ quân vị cho đến bát đĩa, từ quân vị bát đĩa cho đến máy, anh em đánh được cự ly từ 5 mét quay đầu luôn. Nó cự ly rất là tốt cho anh em đánh. Máy báo rung 1 này anh em này, nẻ này anh em này. Ba đen này. Máy báo rung 1 tiếp này, nẻ này anh em này. Vẫn là ba đen này. Đấy, chuẩn xác tuyệt đối phần trăm 100% luôn này. Trong vị đề vị máy để báo hết này. Máy báo rung 1 anh em này, nẻ tiếp này. Đấy, ba trắng này. Sau đây tôi sẽ để máy trong người này để tôi cảm nhận nhịp rung nó này, xem nó độ rung rất là êm, rất là nhẹ này. Không bao giờ anh em có thể người bên cạnh không thể nghe được này. Máy báo rung 1 anh em này, nẻ này anh em này, đánh 100 triệu lẻ luôn này. Ba trắng này. Đấy. Máy báo rung 2 này anh em này, sấp đôi này anh em này, chẵn rồi này, không còn biết sấp đôi tứ tử này. Đấy, chẵn này. Tôi sẽ sóc kỷ niệm anh em một tí bảng nữa này, tôi sẽ để máy ở đây. Máy báo rung 2 này anh em này, chẵn này. Đấy, chồng vị này vị máy đã báo hết này. Anh em nào quan tâm đến sản phẩm này, anh em cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại online của tôi trên màn hình này. Tôi thì ở Hà Nội có 2 cơ sở, một là gần bến xe Mỹ Đình này, 2 gần bến xe Giáp Bát và khu vực phía Nam. Tôi có cơ sở gần bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây này. Này, vị là hoàn toàn xanh chín anh em nhá. Anh em gần bất cả cơ sở nào anh em qua trực tiếp cửa hàng, anh em đến cửa hàng tiếp đồ thử đồ thoải mái anh em nhá. Còn anh em nào ở xa, anh em không qua được, tôi sẽ test đồ ok gửi anh em đường bưu điện, đường tàu xe, chuyển phát nhanh. Làm sao anh em nhận hàng cách nhanh nhất, giúp anh em chơi, anh em gỡ gạc lại những gì anh em đã mất. Rồi rất cảm ơn anh em đã theo dõi video clip của tôi. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm đó là máy nhận diện quân vị dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Anh em biết rồi, ngày xưa anh em muốn bịp người ta, anh em bắt buộc phải luồn những cái bộ quân vào hoặc là cái đĩa hình, cái bát hình vào. Bây giờ người khuôn của khó rồi, mà thời điểm 4.0 rồi, anh em yêu nhá. Bây giờ muốn bịp người ta không cần mang bát đĩa quân cán anh em nhá, bát đĩa quân cán hoàn toàn là chủ sới anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy nhận diện quân vị thôi. Và anh em biết cái sòng này, ví dụ chơi con nạm được, thăng long hay villa, con ngựa, con tú đều hết, nhưng anh em phải biết là địa phương anh em mình chơi con gì anh em nhá. Ví dụ địa phương tôi chơi con tú, anh em biết là cái sới đấy chơi con tú, anh em chỉ cần nhận diện nó là con tú thôi anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi test thử với anh em này. Anh em đi nhá, bát đĩa quân cán hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Anh em mua hàng mang bát đĩa quân cán đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá. Bây tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn và cách chơi nó như nào. Anh em đi chơi này, anh em khởi động nguồn lên, khởi động nguồn lên, nó sẽ lên đèn này anh em này. Anh em đi nhá, lên đèn cái vòng tròn này để nó quét mặt vị của tất cả là quân anh em nhá. Anh em đi này, quân thì nó sẽ có 2 mặt anh em nhá, mặt nào cũng được nhưng anh em chỉ quét một mặt thôi. Ví dụ chỗ tôi là chơi con bài anh em nhá, tôi chọn nó như đây là chỗ chơi này, tôi biết là con bài rồi. Tôi ở nhà tôi đi, tôi chỉ khởi động máy lên và đặt cái lá bài này lên quân để cho nó quét, ghi nhớ màu quân vị anh em nhá. Để 5 đến 7 giây nó sẽ quét được cái màu của nhận diện quân vị anh em nhá. Anh em đi được cái máy này sạc hoàn toàn bằng điện. Anh em biết điện rồi, chơi 2-3 tiếng ít nhất là nó chơi được 15-16 tiếng anh em nhá. Cứ sạc 2-3 tiếng chơi 15-16 tiếng. Anh em đi này, ai làm cái ai sắp cái đều hết. Cứ khoảng cách ngồi của nó là 2 mét nó sẽ nhận diện tất cả quân vị anh em nhá. Anh em như là quân kiểu gì nó 2 mặt rồi, anh em đi nhớ, anh em chỉ ghi nhớ một mặt thôi nhá anh em nhá. Anh em đi này, lẻ nó sẽ dùng 1 cái và chắc dùng 2 cái và tứ tử không dùng anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, cái lá này coi như mất tác dụng rồi anh em nhá. Đây là cái lá xanh chín của sới này, bây tôi cắt thử luôn, tôi test thử cho anh em nhá. Anh em đi này, bát đĩa của quân cán hoàn toàn là xanh chín rồi. Anh em mua hàng mang bát đĩa con cá đến giả trực tiếp anh em nhé. Bây giờ tôi test thử cho anh em nha anh em nhá. Tôi quay clip ạ thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào anh em nhá. Ví dụ nó là tứ tử anh em nhá, nó không có mặt nào, nó không có màu, nó sẽ không, nó không dùng anh em nhá. Lẻ nó sẽ thiếu một mặt, nó sẽ dùng một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ dùng hai cái. Và ba đen hay ba trắng đều thiếu một mặt, nó sẽ dùng một cái. Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không dung anh em nhá. Anh em như này quân nào được anh em nhá, thăng long villa con tú đều hết, biết là địa phương anh em chơi con gì thôi. Anh em đi ở nhà bật sẵn máy lên và ghi nhớ màu quân của chốt chơi anh em là anh em chiến thắng cụ thể luôn. Bây tôi không nói nhiều, tôi vào thực tế luôn. Tứ tử đen xong này, cứ khoảng cách từ 2 mét hết về là được anh em nhá. Dùng hai cái và nháy hai cái, tất nhiên sấp đôi rồi, bởi vì nó thiếu hai màu anh em nhá. Đánh 1 tỷ và sấp đôi luôn, mở này, không mở là có chuyện xài anh em nhá. Tiếp này, dùng một cái và đèn nháy một cái, tất nhiên là lẻ rồi, đánh 100 triệu và lẻ, bởi vì thiếu một mặt, mở này, không mở sai. Chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả. Qua vài tiếng bạc tôi để ra mắt dùng để cho anh em nghe và cảm nhận. Bởi tôi sẽ đúc luôn vào người, tôi đánh thử anh em dùng chỉ mình biết được, người cạnh có thể biết được anh em nhá. Anh em để ngang để dọc hết cái khoảng cách 2 mét anh em là chơi được anh em nhá. Dùng hai cái rồi, tất nhiên là sấp đôi rồi, đánh tất tay sấp đôi, đánh cả người tôi sấp đôi luôn, mở này, không mở sai. Chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Máy nhận diện này tôi khẳng định luôn, chỉ nhà tôi có độc quyền thôi anh em ạ. Máy này vừa nhập về anh em nhanh tay alo trực tiếp trên số điện thoại trên màn hình. Bạc cầu rồi, máy vẫn báo dung hai rồi, tất nhiên sấp hai rồi, đánh cả Hà Nội sấp hai, mở này, không bẩn chuyện sai anh em nhá. Máy làm gì có chuyện sai, người có thể sai nhưng máy không bao giờ có thể sai anh em. Tiếp này, bạc cầu rồi, máy vẫn báo dung hai rồi, trong ba trong nghĩa tất nhiên sấp đôi rồi, mở này, không bẩn chuyện sai anh em nhá. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc này. Máy báo không dung, nó không có mặt vị nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi, bởi vì nó không dung anh em nhá. Đánh 200 triệu sẽ xem cô tứ tử, mở này, không bẩn là chuyện xài anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc này, bạc cầu rồi, máy báo dung hai, đánh tất tay vào sấp hai cho tôi, mở này, không bẩn là chuyện xài anh em nhá. Qua vài tiếng bạc ạ, tôi đúc con người, bởi tôi sẽ để ra cái bát anh em nhá, để tôi sóc thử với em vài ba cái bạn nữa để cho em nghe cái độ nhảy và cái độ nhảy của nó như nào. Máy báo dung một và đèn dung một, tất nhiên là lẻ rồi, đánh 50 triệu và lẻ, mở đây, không bản là có chuyện xài anh em nhá. Tiếp này, vẫn nháy một cái và dung một cái, tất nhiên là lẻ rồi, đánh tất tay và lẻ tôi, đánh cả người tôi và lẻ, mở đây, không bản là có chuyện xài anh em nhá. Qua vài tiếng bạc ạ, anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy nhận diện quân vị như nào rồi anh em nhá. Bởi tôi tắt máy luôn này. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Anh em lưu nhá. Với cái máy nhận diện